Để đảm bảo cho hơn 13.000 thí sinh tại thành phố Đà Nẵng bước vào kỳ thi tuyển sinh lớp 10 trung học phổ thông năm học 2021-2022 an toàn, thuận lợi, theo ghi nhận của phóng viên Thời sự Đà Nẵng TV, công tác đảm bảo an toàn giao thông tại các điểm thi trên địa bàn thành phố được triển khai nghiêm túc. Từ rất sớm, các lực lượng tình nguyện viên đã có mặt để hướng dẫn và hỗ trợ cho thí sinh đảm bảo công tác phòng dịch. Bên ngoài, Cảnh sát Giao thông quận, huyện phối hợp với Thanh tra Giao thông và Công an phường sở tại đã chốt chặn hướng dẫn phụ huynh học sinh đậu đỗ xe, đợi thí sinh trước cổng trường để đảm bảo giãn cách, điều tiết giao thông tại các khu vực gần điểm thi và các tuyến đường chính dẫn đến điểm thi để đảm bảo an toàn tuyệt đối trong việc vận chuyển đề thi, bài thi và tạo điều kiện thuận lợi nhất cho thí sinh đi thi, không để thí sinh đến điểm thi muộn do ùn tắc giao thông, kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm. Tại các điểm thi trên địa bàn quận thì đều có bố trí lực lượng cảnh sát giao thông làm nhiệm vụ điều tiết giao thông ở vòng ngoài. Bên cạnh đó thì đều bố trí lực lượng cảnh sát giao thông điều tiết giao thông tại các cái chốt trọng điểm và các cái chốt xung quanh khu vực thi để đảm bảo tình hình trật tự an toàn giao thông. Chúng tôi còn tổ chức các cái tổ tuần tra kiểm soát vừa hỗ trợ đảm bảo trật tự an toàn giao thông tại các điểm thi, đồng thời tiến hành xử lý các cái trường hợp xe vi phạm theo quyết định của Ủy ban nhân dân thành phố về việc phân luồng và cấm các phương tiện lưu thông trên địa bàn quận để phục vụ kỳ thi tuyển sinh lớp 10 trên địa bàn quận. Tại điểm trường thi Phan Chu Trinh, quận Hải Châu, nơi có mật độ phương tiện lưu thông đông, sau khi đưa thí sinh đến trường, các phụ huynh được thanh niên tình nguyện hướng dẫn sắp xếp phương tiện đến nơi đỗ xe an toàn, không tụ tập trước cổng trường gây trở ngại giao thông. Từ ngày hôm trước tập trung để mà xét nghiệm COVID cho các em đến buổi sáng hôm nay là buổi sáng thi đầu tiên, thì cái việc là bố trí sắp xếp xe của để đảm bảo an toàn giao thông cho các em rất là đảm bảo. Các anh cảnh sát giao thông đã hướng dẫn cho phụ huynh đưa đón con em rồi tập trung xe đúng vị trí, rất là thuận lợi cho cái công việc thi của các em. Trước đó, để đảm bảo an toàn giao thông trong đợt thi tuyển sinh vào lớp 10 và tuyển sinh đại học giáo dục nghề nghiệp năm 2021, Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng đã có công văn tạm ngừng hoạt động các loại xe ô tô kéo rơ móc, sơ mi rơ móc, ô tô tải ben lưu thông chở đất cát, vật liệu xây dựng, san lấp mặt bằng trên tất cả các tuyến đường thành phố trong các ngày diễn ra kỳ thi tuyển sinh lớp 10 và tuyển sinh đại học.